Cạnh các giải pháp nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thì Quảng Nam cũng đang khẩn trương triển khai công tác tiêm vaccine trên diện rộng, đặc biệt tại những khu cụm công nghiệp. Để người dân được tiếp cận nguồn vaccine trong thời gian tới, thì Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch này như thế nào? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam. Thưa ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam, cái việc mà tiêm phòng vaccine COVID-19 thì trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới sẽ được đẩy mạnh như thế nào thưa ông? Thì tỉnh ta đã ban hành cái kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho cái năm 2021 đến quý 1 năm 2022. Thì theo đó là chúng ta đã đề ra cái mục tiêu 92% số người sẽ được tiêm vaccine ở cái đủ cái tuổi được tiêm chủng. Và để thực hiện cái mục tiêu này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các cái khâu mà để tiến hành tiêm vaccine liên tục, vừa đẩy nhanh tiến độ vừa mang lại hiệu quả. Và vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai tốt việc này, vaccine về đến đâu chúng tôi tìm hết đến đó, và tới đây cũng vậy, chúng tôi cũng đã có kế hoạch sẵn để rồi là khi có vaccine về bao nhiêu chúng tôi sẽ tìm bao nhiêu. Việc tiêm vaccine là triển khai rộng khắp từ tỉnh đến huyện đến xã phường. Sau khi tiêm thì cũng sẽ có những trường hợp có những cái phản ứng phụ như là đau đầu này, sốt, phát ban, thì ông có những cái khuyến nghị gì đối với những cái đối tượng này thưa ông? Sau khi mà tiêm vaccine thì chúng tôi cũng đã căn dặn cho những cái đối tượng được tiêm vaccine thì có thể nó sẽ có một số cái phản ứng phụ như là sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau ở cái nơi ở cái vết tim, vân vân. Tuy nhiên thì thường là nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ tự khỏi sau 1-2 ngày. Thì nếu như mà nó có những cái phản ứng mà nặng hơn thì chúng tôi khuyên rằng là những người này nên đến các cơ sở y tế hoặc là điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn và hướng dẫn để đảm bảo cho sức khỏe tốt hơn. Vâng, cảm ơn ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi.